Hello anh em, xin chào anh em quay trở lại với channel của Thục Chua. Thì hôm qua tôi đã quyết định rút tiền rồi anh em ạ, rút tiền rồi. Nhưng mà hôm nay lại nghĩ, hôm nay không biết làm gì được, nên là lại nạp vào 5M để quay video cũng như là vừa chơi để chia sẻ cho anh em. Thì cái nội dung mà hôm nay tôi muốn làm cho anh em đó là vốn lý tưởng được khi mà anh em đầu tư vào đây là bao nhiêu. Thì tôi sẽ không nói là những em vốn nhỏ nhé, bởi vì những em vốn nhỏ thì thực sự là có thể những lúc anh em may mắn chúng ta chơi lên được x2 x3 vốn thì thường rất là ít và thường là mất là nhiều. Nhưng mà nếu mà nói thật với anh em, nếu mà để mà mức vốn lý tưởng nhất đấy, lý tưởng nhất nhá, hôm nay tôi nạp 5M rồi, nhưng mà nếu mà đối với anh em những người mới mà chúng ta không biết là nên nạp vào bao nhiêu để chơi nó giảm tải cái sự thua đi, và có thua thì chúng ta vẫn có cơ hội gỡ lại. Thì Thục Chùa sẽ nói như này, ví dụ anh em có 300k đúng không, anh em có 300k mà anh em đánh bốn bốn tay đúng không, bốn tay đánh gì cũng được, anh đánh đánh bốn tay mà nó đều gãy ấy, thì anh em sẽ hết tiền là 200k đúng không, mỗi tay anh em thừa 50.000 đi đó. Nhưng khi mà anh em chúng ta có một mờ ấy, chúng ta đánh bốn tay thua thì chúng ta vẫn còn tay thứ năm, tay thứ sáu, tay thứ bảy, đến tay 10 đúng không, vẫn ok đúng không đấy. Còn nếu mà để mà nhưng mà đánh như thế vẫn có rủi ro. Thì hôm nay tại sao tôi lại làm đây, anh em vẫn đầu tư vào 1 đến 3M nhé, nhưng mà chúng ta đừng có chơi tài xỉu, chúng ta hãy vào con phi cầm rổ thú này ở trong con game bài 68 này. Uầy 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 uầy. Rồi. Toang toang toang. Đang chém gió bon chán thế nhỉ. Đây, quay lại luôn nhá. Thì anh em sẽ vào con phi cầm tổ thú này. Để làm gì? Để vào đây chúng ta chơi thôi, chả để làm gì cả. Thì con phi cầm tổ thú này, cầu hiện tại đi cũng không xấu không đẹp anh em ạ. Đặt vội nha, đặt vội bên chim. Đặt vội bên chim nữa anh em ơi. Tài này nó về thú luôn anh em ạ. 1-1 à? 1-1 à? Phương pháp thì rất là nhiều nha anh em nha. Hôm nay chỉ chơi không không bảo phương pháp nha. Thú rồi, về thú rồi, đặt chim. Vốn anh em ấy 2, 4, 6, 8, 10. Cái này dành cho vốn 5M anh em nhé. Còn vốn 1M anh em chúng ta chỉ nên đặt 100k, à 50k thôi em ạ, chúng ta nên đặt 50k thôi. Còn vốn 5M ta có thể đặt to được, tại vì tôi còn có rất là nhiều, là còn rất là nhiều tiền để gỡ lại ấy. Đây, được ngày con x8 anh em ơi. Thấy chưa? 5M lãi lãi 3 lít nha anh em nhé, lãi 3 lít nha. Thì nay tính là kiếm được khoảng 1 2M thôi, 1M thôi. À đây rồi, 5 lít 1M là ok rồi anh em, 5M 1M là ok rồi. Vốn 5M thì anh em có thể đặt được từ khoảng 100 đến 200k ok anh em ạ. Mà phải bắt bắt được chắc chắn, bởi vì khi mà anh em chúng ta chỉ ăn một hai tay thôi là ăn được là chúng ta đã phải nghỉ rồi anh em ơi. Đúng không? Được ngay thêm con x8 anh em ơi. 6M đúng không? 5M lại 1M rồi. Đấy. Ví dụ tầm này thôi là anh em chúng ta có thể nghỉ được rồi. Ăn non mà anh em. Chúng ta ăn chơi càng lâu ấy, ăn càng dày thì càng dễ chết anh em ạ. Đấy và thôi, nhưng mà bỏ cung quay rồi thì quay cho anh em chút 1-1 luôn, thú luôn. Tay này tôi vẫn đi thú. Tôi bẻ anh em nhé. Tôi bẻ nhá. Bẻ thú tay này nhá. Trong nguyên tắc 1-1 là tay này sẽ đi chim, nhưng mà tôi đi thú anh em ạ. Ui. Về 1-1 thật anh em ạ. Tự nhiên thì lãi 1M mà tự nhiên giờ xuống 200k anh em thấy chưa? Tham là thâm đấy anh em. Tham là thâm đấy. Nếu mà 1M là nghỉ thì xong rồi. Rồi, bẻ chim đây này vậy. Bẻ chim anh em ơi. Tôi bẻ chim nha. Nó đang đi 1-1 đấy, nhưng mà thôi, tôi chấp nhận tôi bẻ để cầu nó thay đổi luôn anh em ạ. Đấy, bẻ là đúng. X8 anh em ơi. Thấy chưa? Được con x8 này anh em ơi. 6M đấy lại về. Bây giờ nghĩ ra là 5M, 6M2 nghĩ ra là nghỉ được rồi anh em.
lãi 1M là nghỉ được rồi, rút 1M2 ra, anh em đi chơi với người yêu các thứ là ok rồi đấy nhá, ăn uống các thứ tầm này cũng ok rồi. Rồi chắc là nó không về ba chim rồi anh em ạ, chắc nó không về ba chim đâu. Thì hôm nay tôi chỉ tính là cái đầu vốn vào nào là ok rồi nhá, không nói đến cái phương pháp hay gì cả anh em nhé, để cho gọi là khi mà anh em chuẩn bị ấy, anh em chuẩn bị khi chuẩn bị đầu tư ấy thì làm sao để cho nó có hiệu quả ấy, thì chúng ta nên đầu tư từ bao nhiêu nhá. Rồi tay này lại gãy rồi anh em ơi, tôi tính phát này là phát chốt này, ba chim rồi. Tay này tôi tính là tay chốt này anh em ơi, cầu mong nó đừng về bốn chim anh em ạ, lúc nãy nó về ba chim rồi, bây giờ có khi nào nó về bốn chim không anh em, bốn chim là toang đấy, đúng thật, chán thật, không xem cầu chán quá. Này nãy nó về ba con chim rồi, nếu mà tay này nó về hai chim ấy, tay thứ ba thú là còn được, bốn chim rồi. Rồi tay này đi mạnh nha, đi mạnh thú nha anh em nhé. Bốn chim rồi, nên nó về ba hai hai ba bốn thì tay này chắc chắn là nó phải về về thú anh em ạ. Ngoe nó anh em, năm, nếu nó mà đi lệch như này rồi thì không được rồi anh em ơi, không được rồi nhá. Đây nếu mà theo cái phương pháp của tôi, nếu mà tay này nó về bốn con chim mà tay sau nó về thú thì chắc chắn là nó sẽ về về thú, nhưng mà đằng này nó lại lên chim thì thôi, tay này tôi theo chim, bởi vì tôi rất là nghi ngờ, tại vì lúc nãy nó đi bệt khá là nhiều rồi anh em ạ. Đấy thế em thấy chưa, nó bị bệt nhiều quá thôi, lấy đâu ra niềm tin để đi theo thú nữa anh em, tại vì nó bị bệt bệt thú này anh em. 20 rồi đây, đây hiện tại nó cân đối rồi, 50-50 rồi. Rồi tay này bắt đầu tôi đi thú nha, tôi đi thú hết 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 nấc nha anh em nhé, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, gấp bẻ nha. Phương pháp quay thú thì tôi nói rất là nhiều rồi anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? 38 316 vẫn chưa gỡ lại được vốn đâu anh em ạ. Tham có ai thâm. Nhẽ ra tôi dừng ở cái tay lãi hơn 1M thì có phải giờ này tôi không phải ngồi đây tôi chém gió cùng anh em rồi không? Tôi đi rút tiền tôi đi tiêu rồi không? Thành ra bây giờ dở hơi anh em ạ. Dở hơi 5248, tay này đi chim anh em ơi. Ui chi. Đấy, được con x12 may quá đi, 2 lít. Ủa, tiếc thế. Ôi, về vốn rồi anh em ơi. Đấy, anh em thấy chưa? Vốn to thì chúng ta còn cơ hội gỡ lại. Còn vốn anh em nhỏ, anh em xác định là bay màu luôn. Nghĩa là vốn, tại sao tôi lại nói thế? Vốn thì thường anh em cứ chơi khoảng 1-2M là như vậy. Chim thú. Tôi đánh 1-1 nha anh em nhé. Tiếc thế, định đi 300 hết anh em ạ. Thì con sư tử tiếc lắm đấy, may quá anh ơi, quá may. 7M rồi, thôi 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 5M lại 2M, 2M7 suýt nữa thì bay anh em ạ. Đấy thì lý do nó đơn giản vậy thôi, vốn to ấy thì anh em kéo dễ, vốn nhỏ thì anh em kéo khó, mà vốn nhỏ quá thì anh em rất là khó đánh lên, anh em đánh lên 1M thì nó đã là vấn đề rồi nhá. Mà lúc nãy là 5M nhẽ ra được 6M2 nhẽ ra là nên nghỉ rồi cũng được rồi anh em ạ. Nhưng mà may quá bị xịt mấy tay mà xuống 1M mà gỡ lại và toái khói anh em ạ. Gỡ lại toái khói luôn. Nên là như vậy, nên là thứ nhất là anh em khi mà anh em đầu tư vào 1 đến 2 3M thì tôi không biết, nhưng mà kể cả anh em có đầu tư lớn thì anh em đừng có tham. Ăn được đủ thì anh em nghỉ thôi nhá. Tham là anh em chết. Nhá, riêng những cái trò online này tham là anh em chết, nên là anh em đừng có tham giúp tôi. Thì chỉ có không tham thì anh em mới có thể thắng được nhá. Rồi thì clip này tôi sẽ dừng ở đây, được 2M7 rồi. 2M7 là ok rồi anh em ạ, không cần nhiều đâu. Thế là ok rồi, ngày kiếm gần 3M rồi, đầu tư 5M kiếm gần 3M là quá là đỉnh cao rồi anh em. Làm gì có người nào mà kiếm được thế. Còn anh em mà cứ ngồi lai dai vài tiếng thì thôi, anh em đừng chơi như thế. Chơi như thế hại thận lắm. Nhất là hại vừa hại thận này. Thứ hai là vừa nếu mà xui thì anh em còn mất trắng tay luôn nhá.
Rồi, clip này tôi sẽ dừng ở đây. Hẹn anh em trong những clip tiếp theo. Xin chào anh em.